chào tất cả mọi người. Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với Lucy Family Cuộc Sống Canada. Và ngày hôm nay thì hai vợ chồng em sẽ đưa mọi người đến một cái chỗ này, là cái khu trên đây phi. Là một cái khu mà tập trung rất là đông người Việt của mình, cộng đồng người Việt của mình ở tại North York, Toronto. Đây là khu Trenfin, hay còn gọi là khu chợ Kiến Hưng. Đây là Trenfin, bên kia mới là Kiến Hưng. Thì bây giờ mình đang đi qua Kiến Hưng mà. Mình băng qua bên đường là Kiến Hưng rồi. Tại vì ngày hôm nay thì nhà mình muốn ăn món vịt quay. Vịt quay đúng không chồng? Ừ. Vịt quay với lại heo quay xá xíu. Thì cái chỗ này là một cái chỗ mà được rất là nhiều người Việt của mình ở đây, kể cả người Hoa, thì rất là thích ăn của cái tiệm này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết về cái chỗ này ha, để có gì mọi người có muốn ăn ở gần đây, có muốn ăn thì cứ tới chợ Kiến Hưng và tìm cái tiệm này để mua. Đi lần nào chồng? Đi lần này ra đây cũng tiếc không à, đông đá đi khó đi lắm. Đi trong bãi xe hả? Ok, hay là mình đi vòng xuống đó? Thôi rồi. Bây giờ mình sẽ đi vòng vô bãi xe, đi băng qua đường. Tại vì cái chỗ này nó đang bị đông đá, khó đi lắm. Đây thì khu này người ta hay gọi là khu Trenfin Mall. Sao không thấy? Phải zoom lên. Bây giờ mình sao zoom lên được? Ở đây có tập trung khá nhiều cái kêu là cái gì, cửa hàng hả, chợ nữa. Ở đây có cái chợ Fresco nè, có cái mall ở đằng kia. Trong mall thì có rất là nhiều cái shop, có Tim Hortons là cà phê nè, có cây xăng, rồi có ngân hàng nữa. Thì nói chung cái ở đây nó tập trung rất là nhiều thứ, cho nên là người Việt mình ở đây cũng đông lắm mọi người. Bên kia có quán phở, có gà rán Popeye kìa. À, có Super Chốt Mắt nữa. Đi thẳng lên đó luôn hả? Đó, bên kia đường là khu Kiến Hưng đó mọi người. Đây là có tiệm Pizza Hut nè mọi người. Ở đây có nhiều nhà hàng lắm, món Hoa, món Việt, nó đủ có thứ. Phở con bò kìa. Có bánh mì Như Lan nè mọi người, muốn ăn bánh mì á, bánh mì Việt Nam á thì đây. Đó. Đi vô trong này đi, đi ngoài đây xe không. Ở đây là có cà phê sữa nữa đó. Đây tập quá. Đây dịch quay đây. Đây là mọi người, đây là cửa hàng mà mình nói bán dịch quay với heo quay ngon á. Đây là cái tiệm này. Hiện tại thì đang mở cửa nè. Có số điện thoại nếu mà mọi người
Trước khi tới thì tốt nhất mình nên gọi điện, ví dụ như các bạn muốn sợ hết á, thì các bạn gọi điện đặt trước. À, có giờ mở cửa đây nè. À, có giờ mở cửa nha, mở cả tuần luôn á chồng. Ok, bây giờ đi vô. Vô cái nghe mùi liền. Đây là vịt quay nè mọi người. Ngon nghe chưa, mới ra lò luôn. Xá xíu. Cái này là cánh vịt hả chồng? Cánh vịt. Ngon quá. Cánh vịt pha lâu. Cái này gà. Gà sốt nước tương phải không? Ủa cái nhỏ nhỏ là cái gì vậy? Cái đó là gan. Gan hả? Cái sư phụ có tiền cho cái gì cái thủng qua thùng mày chi lũ à. Cũng mà chẳng có pha lấy đó. Cái gì? Đi không đi em? Thủng qua ngoài dù xì bao thùng mày. Lấy không có chi lũ. Bây giờ mình sẽ mua một con vịt. Con này đen quá. Con này mỡ thì thấy nó mỡ nhiều. Con nào cũng trắng mỡ. Nhớ dặn đừng có bỏ cái khâu câu, cái đậu má thích ăn cái khâu câu. Con này thấy mập hơn ha. Thôi, con nói ơn. Con nói đi. Two fowl, put another box, another three fowl, separate. Thôi, con phải đâu rồi. You want to buy somebody, right? That's why I took camera. Yeah. Like me. I will buy for somebody too. Yeah. Ăn xá xíu. One more bit. Cái nhỏ nhỏ đó là gan hả? Gan. One more piece. Give me three, another three different. Mua thêm bao nhiêu? Mua một hai thau vậy á, hai thau ấy. Món vỉ vịt mà mọi người. Đây có hai thau lưỡi vịt nè. Lưỡi vịt nãy không có à, bây giờ mới có. Mua hai thau lưỡi vịt. Chúng yêu phải ngồi lượng phòng ngạp gì cái ngạp lì á thôi. Ok, yêu sai á. Yêu sai. Chi chi lì vẫn đâu mổ. Hay á, chúng ta hay là cũng đó. Thank you.
Cái đồ sống đó chồng bỏ vô cái túi màu cam đó chồng. Nó đứng mà nó đầy mà nó đâu có trống đâu, chừng sợ đổ xiết cái đầu lại, xiết cái vỏ lại đó. Nước sót nó nghiêng nghiêng nữa. Ở bên trong thì nó hơi đông á mọi người, với lại cái không gian của nó hơi nhỏ cho nên là mình không có quay nhiều được. Thì ở đây á, họ có ngoài cái phần heo quay xá xíu, gà quay, nói chung là dịch quay nữa.
vịt quay, heo quay, xá xíu, gà xì dầu, là gà sốt nước tương đó mọi người. Thì những cái món đó là những cái món chính. Còn ngoài ra thì nếu như các bạn có muốn mua xương ống nè, cật heo nè, rồi ốc heo nè, rồi chân vịt, cánh vịt, nói chung là những cái phụ phụ á, thì những cái đó nếu các bạn cần á thì các bạn gọi điện thoại tới, và gọi điện thoại tới trước và các bạn dặn, nếu như họ có họ sẽ để lại cho mình. Nhưng mà phải sau 2-3 giờ mới có chứ. Dạ, thường thì sau 2-3 giờ chiều á thì họ mới có. 9-10 giờ họ mở cửa đúng không? Đúng rồi. 9 giờ. 9 giờ hoặc là 10 giờ mở tới 8 giờ. Ok. 10 giờ sáng thì họ sẽ bắt đầu mở cửa, nhưng mà tầm những cái món mà phụ thì các bạn sẽ có từ khoảng 2 giờ chiều trở đi thì mới có. Nhưng mà các bạn dặn nha, các bạn dặn thì mới có, còn các bạn không dặn thì các bạn tới thì có thì mua, không có thì chịu thôi. Cái đó là mình phải dặn trước. Tại vì những cái đó nó ít lắm, nó không có nhiều, số lượng nó không có nhiều, cho nên là mình không có thể nào mà mình tới lúc nào cũng có được. Đó thì hôm nay tại vì mình thèm ăn ốc heo mọi người. Nên là hơn là nãy nói có con bạch rồi, thì tranh thủ làm thêm bạch nữa. Dạ. Nên là nói chung là ở bên đây mà muốn ăn những cái món đó, nó thứ nhất là nó mắc nè, nếu như mà nó có thì rất là mắc. Thứ hai là khó tìm nữa. Nhưng mà ở đây đặc biệt cũng bán rẻ rồi mà. 8 đồng. Cái bịch ốc, hai bịch ốc heo bán 8 đồng. Ốc heo rất là nhiều luôn, nhưng mà có 8 đồng thôi. Với lại hồi mình mua xương á. Xương thì 2 đồng một bịch thì cũng nhiều lắm. Có ký mấy. Dạ, nhiều lắm. Thì cái đó mình mua ở đây rẻ lắm, nhưng nếu mình mua ở chợ á thì nó sẽ mắc hơn á mọi người. Tươi nữa. Ở đây heo nó đưa lên là cái này là heo họ mổ ra trong ngày rồi họ quay luôn tại chỗ đó, cho nên là đồ họ rất là tươi, mình không có sợ là đồ cũ. Ôi trời ơi, lạnh quá. Lạnh quá mọi người. Bây giờ mình qua bên Như Lan. Bây giờ thì mình sẽ vô đây mua bánh mì. Ủa? Đây hả? Tới mình cho. Bây giờ mình sẽ vô Như Lan nha mọi người. Mua bánh mì. Bánh mì thập cẩm. Đây có nhiều đồ ăn làm. Mấy ổ? Mua 2 ổ. Mua chồng ăn không? Không. Hả? Chồng à? Cho má nữa. Mua 2 ổ thôi. Cho má nữa. Ừ, má ổ, vợ ổ. Chồng có ăn không? Không. Ở đây có chè, xong bố lượng này. Chè ba màu này. Cái này chị quên nè. Có thịt đông luôn á mọi người, đây có thịt đông luôn nè. Chả chiên. Các loại bánh. Ở đây có bán cà phê sữa Việt Nam nữa mọi người. Chè thưng nữa, chè đậu, chè cho nước, xôi. Hai ổ bánh mì chặt cẩm. Ớt đồ chua bỏ riêng. Chồng quay mặt ở đây. Quay chồng nè. Chồng quay mặt. Ở đây bán bánh mì. Có bánh bạch tịt xô. Có bánh bạch tịt xô kìa. Rồi bánh ba tê ở trong. Trong đây bánh bơ. Không, ở trong nó có ba tê. Cái này là cái gì vậy? Bánh giò hả? Bánh giò. Hai ổ bánh bạch cầm.
này bánh giò mọi người. Cái tiệm Như Lan này thì nó cũng nằm kế bên cái tiệm vịt quay hồi nãy mọi người, ở khu Trang Sinh luôn á. Hello. Khu Kiến Hưng luôn á. Đợi một xíu ạ. Mọi người có thèm bánh mì hương vị Việt Nam thì cứ tới cái chỗ này ăn thử nha, xem là như thế nào, tại vì khẩu vị mỗi người mỗi khác á. Theo mình thì thấy ở đây ăn cũng khá là ngon, cho nên là không biết là mọi người khẩu vị như thế nào. Thì ở đây có rất là nhiều chỗ bán bánh mì Việt Nam, nhưng mà mình thấy ở đây là chất lượng cũng tạm ổn mọi người. Đương nhiên thì nó sẽ không bằng cái hương vị nguyên bản của Việt Nam mình thôi, nhưng mà ở với xứ người thì ăn như vậy cũng tạm ổn. Hai ổ tập cẩm đâu riêng ạ? Nhét làm sao để đi vào? Nhét vô làm sao được? Nhét một chút không được? Một chút chật rồi mà. Hay là cột? Cột lớn nè. Nhét luôn. Nhét họ chật lép đi. Vậy sao sinh tố uống luôn? Vô. Họ nhổ về đi. Đi. Mọi người thì vừa rồi mình đã giới thiệu với mọi người về chỗ bán vịt quay, heo quay ở khu Trên Phiên, và kể cả tiệm bán bánh mì Việt Nam, bánh mì Như Lan. Đó, phía sau mình là tiệm bánh mì Như Lan mọi người, là hương vị Việt Nam luôn. Thì trong đó đã bán rất là nhiều cái món ăn Việt Nam, món ăn vặt Việt Nam, chè, đủ thứ hết. Thì mọi người có thèm cái hương vị Việt Nam thì cứ tới đây ăn thử nha. Ok, video của mình ngày hôm nay thì sẽ kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.